Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Tsutiki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video này thì mình sẽ xây tượng của Nob nha, một nhân vật khá nổi tiếng trong thế giới Minecraft với sự ngây thơ cũng như là không có nhiều am hiểu về game ấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị vật liệu xây dựng trước. Vật liệu xây dựng thì chỉ cần những cái khối bê tông màu thôi các bạn ơi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị trước một con vài khối có sẵn nè. Khối màu đỏ hôm trước mình còn dư cũng như là màu xanh nước biển, và mình cũng đã chế tạo thử cái khối bê tông màu lục lam. Màu lục lam thì chúng ta có thể craft từ màu xanh nước biển này cũng như là màu xanh lá nha các bạn. Đây mình còn một ít nè, nhưng mà mình nghĩ một stack ấy thì cũng khá là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một vài cái khối bê tông màu nữa nha. Và mình cũng đào được ít cái sỏi này cũng như là cát trong thời gian giữa hai tập rồi. Cái khối bê tông tiếp theo đó chính là cái khối bê tông màu trắng nha. Ở đây mình còn như là một ít cái bột nhựa màu trắng thì phải. Đây mình sẽ đổi ra nè và chế tạo luôn. Màu trắng thì mình sẽ làm phần mắt của Nob ấy các bạn ơi. Đây mình sẽ chế tạo khoảng 24 cái đi, mình nghĩ 24 cái chắc đủ á. Tiếp theo thì chúng ta cần chuẩn bị cái màu đen. Để coi nào, mình còn có một cái túi mực thôi các bạn ơi. Một túi mực thì không đủ để chúng ta có thể chế tạo được. Mình cần khoảng 20 mấy khối ấy thì mới có thể làm được cái phần thắt lưng của Nob á. Mà mình có 8 cái thôi, chắc một xíu mình phải băm thêm rồi. Kế tiếp nữa thì chúng ta cần phải có cái bột nhựa màu vàng. Ở đây mình có khá là nhiều nè, sẽ chế tạo thêm một ít cái khối bê tông vàng. Bê tông vàng thì mình sẽ làm cái phần thắt lưng luôn á. Mình nghĩ 8 khối chắc đủ rồi, không cần quá nhiều đâu. Mình sẽ cắt cái bột nhựa vàng này lại nha. Và kế tiếp đó chính là màu nâu này. Mình có một ít nè đúng không? Mình sẽ chế tạo màu nâu để làm phần tóc của Nob ấy các bạn ơi. Đây mình có được 9 cái rồi, giờ chế tạo thật là nhiều thôi. Kế tiếp nữa thì chúng ta cần phải có màu xám nhạt. Màu xám hoặc màu xám nhạt gì đều được nha các bạn. Ở đây chắc mình sẽ sử dụng màu xám nhạt thì nó hơi trắng đúng không ta? Màu xám nhạt, đúng rồi, màu xám nhạt nó hơi trắng các bạn ơi. Vì chắc mình sẽ sử dụng màu xám đi. Màu xám như là được kết hợp từ màu đen với màu trắng đúng không? Mình hết mất tiêu rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi pha một ít mực nha, để chúng ta quay về và chế tạo thêm cái bê tông màu đen cũng như là bê tông màu xám nha các bạn. Mình vừa trở về từ cái khu Misa để đào thêm ít cái gốm sành các bạn ơi, để chúng ta có thể chế tạo thêm những cái khối gốm sành màu trắng nha. Đây mình sẽ đổi ra một ít cái bột nhuộm, bột xương nè, bột xương mình còn nè, mình sẽ đổi ra bột nhuộm luôn. Và sau đó chế tạo thêm một ít cái gốm sành trắng để mình làm cái phần tay cũng như là phần mặt của Nob nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đổi xong hết số bê tông này thành bê tông cứng nha. Ok các bạn ơi, mình đã chuẩn bị xong vật liệu xây dựng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng luôn nha. Và khu vực xây dựng thì mình đã dọn sẵn trong thời gian giữa hai tập, đó chính là gần cái chỗ cắm trại của mình nè. Ô đất ở đây nè các bạn ơi, mình thấy nó khá là thích hợp ấy. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu xây luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước cái phần giày của Nob. Phần giày của Nob thì mình sẽ làm nó có chiều ngang ấy là 8 ô nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8 ô. Mình sẽ lên hai lớp nha các bạn. Đây mình sẽ lên hai lớp như thế này. Đó. Ngoài ra các bạn có thể dòng ở phía sau luôn nha. Đây mình sẽ dòng ra phía sau là 4 ô, 1 2 3 và 4 ô. Tương tự ở đây cũng là 4 ô nha. Như vậy thì mình đã thiếu mấy cái khối bê tông màu xám rồi. Chắc là một xíu nữa mình sẽ chế tạo thêm nha. Và mình sẽ làm trước ở mặt ở phía trước của Nob, còn mặt phía sau và bên hông ấy thì các bạn làm tương tự nha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần quần của Nob nè. Phần quần của Nob thì mình sẽ kéo cho nó cao cao lên một xíu nha các bạn, tại vì Nob ấy có thói quen là kéo quần lên rất là cao luôn, cao hơn cả rốn luôn ấy. Rồi thành ra mình sẽ kéo cái quần lên khoảng 16 block nha. Đây 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16 ô. Rất là cao luôn các bạn ơi. Và các bạn sẽ nói ngang qua bên kia luôn nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình nối xong cái phần quần của Nob nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong phần quần của Nob rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái phần thắt lưng nha. Phần thắt lưng thì mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông màu vàng nè, cũng như là bê tông màu đen nha. Đây mình sẽ canh ngay ô chính giữa là cách ở bên hông là 3 ô nha. 1 2 3 và đặt ở đây cũng như là ở bên đây. Sau đó mình sẽ viền ở xung quanh bằng những cái khối bê tông màu đen thôi. Phần thắt lưng thì mình sẽ làm cho nó nhỏ nhỏ một xíu, chỉ một block như vậy thôi nha các bạn. Nếu bạn thích thì có thể kéo phần thắt lưng cao hơn nha.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp cái phần áo thôi. Phần áo thì mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông màu lục lam nha. Đây mình sẽ kéo lên trước 3 ô nha. Để mình đi xuống để mình lấy một cái sugar box này trước đã. Đây lấy cái sugar ra. Rồi trèo lên lại. Mình sẽ lấy những cái khối bê tông màu những cái khối gốm sành màu trắng chứ. Đó, tại vì phần da của nớp ấy mình sẽ làm bằng cái khối gốm sành các bạn ơi. Đây mình sẽ căng ô chính giữa luôn nha. Ở đây mình sẽ đặt trước 2 ô nè. Sau đó đặt khối bê tông màu lục lam ngay tại đây. Rồi kế tiếp là gấm xanh nữa. Đó, vậy là chúng ta đã được cái phần cổ của nớp rồi đó. Bây giờ mình sẽ kéo tiếp những cái khối bê tông màu lục lam lên cho ngang với cái cổ thôi. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần thân của nớp rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm tương tự ở mặt sau luôn nha. Nhưng mà không có phần cổ như vậy nha các bạn. Nó chỉ làm cái phần áo của nớp thôi. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái phần áo của nớp nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong phần áo của nớp rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp cái phần tay của nớp nha. Và mình cũng vừa chế tạo thêm những cái khối bê tông màu lục lam này để chúng ta có thể tiếp tục làm phần tay nha. Phần tay thì mình sẽ bắt đầu làm ở tay trái trước đi. Và tay phải thì các bạn làm tương tự nha. Mình sẽ cho nó lên cao một xíu cái đã. Tại vì mình cần ốp ra bên ngoài khoảng 4 ô nha các bạn. Đây mình sẽ đặt cái dàn giáo ra nè. Và ốp ra ngoài thôi. 1, 2, 3 và 4 ô. Sau đó mình sẽ bắt đầu ốp dài xuống nha. Đây mình sẽ đặt dàn giáo ở phía dưới này một xíu. Rồi trèo ra nè, đặt cái này ra đi. Đó, và sau đó ốp xuống phía dưới là 4 ô luôn nha. 1, 2, 3 và 4 ô. Sau đó nối vào bên trong thôi các bạn ơi. Và các bạn sẽ tạo thành một cái hình vuông có kích thước là 4x4 luôn nha. Ở đây thì mình làm mặt trước thôi. Kế tiếp thì mình sẽ bắt đầu kéo phần tay dài xuống phía dưới là 8 lót nha các bạn. Kể từ ô phía trên đây này. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó bắt đầu kéo dài qua bên kia cũng là 4 ô luôn nha. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần tay của nớp rồi. Các bạn làm tương tự ở mặt sau cũng như là tay bên phải nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong phần tay của nớp nha. Mình đã làm xong hai phần tay của nớp rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp cái phần đầu của nớp nha. Mình sẽ nối từ phần thân ra phía trước là 2 ô nha các bạn. Đây nó dư ra 2 ô như thế này. Rồi sau đó mình sẽ ốp ngang thành 8 ô để cho nó giống như phần thân nha. Đây nó đã được 8 ô rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm phần miệng của nớp trước nha. Tại vì mình làm từ dưới lên trên đấy các bạn ơi. Phần miệng của nớp thì mình sẽ làm cho giống như là đang cười vậy ấy. Đây mình sẽ cắt ở bên hông ấy là 2 ô nha. Đặt hai cái khối bê tông màu đỏ nè. Kế tiếp là một khối bê tông màu đen. Và sau đó sẽ dư ra một ô như thế này. Đó, vậy là chúng ta đã xong phần miệng của nớp đang cười rồi. Công việc còn lại của mình là ốp tiếp ở bên đây để lấp đầy những chỗ trống nha. Đây, ốp qua đây. Và phần tiếp theo đó chính là cặp mắt của nớp. Và mắt của nớp thì mình sẽ làm cho to to một xíu các bạn ơi, để nhìn cho đẹp hơn nha. Tại vì thường thường mình thấy trong những cái skin nớp ấy thì mình thấy đa số nớp toàn mắt hí không à. Mình thì thích mắt to cơ. Đây mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông màu trắng nha. Ốp dài qua bên đây là mắt của nớp là 3 ô đi nhờ. Ok, mắt của nớp sẽ 3 ô nha. Đây, ở đây, ở đây và ở bên đây. Đó, vậy là chúng ta đã được một con mắt rồi kìa. Và bên đây sẽ có thêm một con mắt nữa nha. Đó, là chúng ta đã xong cái phần mắt rồi. Phần còn lại đó chính là phần tóc của nớp thôi. Và nớp thì mình thấy tóc nâu thì sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Thành ra mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông màu nâu để làm phần tóc của nớp nha. Để coi nào, cái này là được mấy ô ta. 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là phần đầu của nớp sẽ cao khoảng 8 ô nha các bạn. Đây, và tiếp theo là phần tóc thôi. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu ốp dài về phía sau nha. Để coi nào, cái về phía sau thì mình sẽ ốp cái khối bê tông màu trắng ấy. Khối gấm xanh màu trắng cho nó dư ra một ô nha. Rồi kế tiếp mình sẽ gắn vào những cái khối bê tông màu nâu thôi. Và ốp dài lên trên. Ở đây thì mình sẽ cho nó lên cao 3 ô nha. 1, 2, 3, cái này là 2. Và phần còn lại là 1 nha các bạn. Rồi cứ ốp dài lên trên để tạo thành một cái khối vuông là được rồi đó các bạn ơi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong phần tóc của nớp nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong phần tóc của nớp rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới ấy để lấy thêm ít khối để mình bắt đầu trang trí thêm ở trên mặt của nớp nha. Tại vì mình muốn nớp có cái má hồng rồi các bạn ơi, nhìn nó khá là dễ thương á. Ok, giờ mình sẽ bay vào cái khối của mình ấy để lấy một cái khối bê tông màu hồng hoặc là khối lem màu hồng gì cũng được. Để coi coi còn có nào thì mình lấy khối đó nha. Để coi nào. Đấy, mình có lem màu hồng nè, mình sẽ lấy hai khối thôi để mình làm cái phần má của nớp nha. Rồi, giờ sử dụng cánh bay ra ngoài nè. Bay ra. Ui, không đủ chấn. Phải có chớn bay mới được các bạn ơi. Đó, bay được rồi nè. Rồi, giờ thì gắn phần má của nớp ở đâu là thích hợp ta. Để mình xuống đây các bạn ơi. Và từ đây mình sẽ bắt đầu đi dài lên trên nha. Cho nó lên trên như thế này. Và
sau đó đi ra má của nớp khoảng này được không ta, ở dưới phần mắt ấy các bạn, để đập ra thử nha. Đập ra rồi gắn cục lens hồng vào để coi coi. Mình nghĩ như vậy thì nó hơi cao rồi, để cho nó thấp xuống một ô thêm xem như thế nào nha các bạn. Ngay chỗ này thì sao? Như vậy mình thấy được hơn nè. Vậy là mình sẽ gắn ngang cái phần miệng của nớp nha. Phần má ngang phần miệng thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà mình nghĩ vậy thì nó sẽ ổn hơn á. Rồi giờ thì cho nó lên cao một xíu nào, và qua bên kia để mình làm tiếp phần má còn lại nha các bạn. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần tượng của nớp rồi. Vậy rồi đập cái này ra, đập ra một cái nè, gắn vào cục len màu hồng ngay vị trí này. Vậy là xong rồi nhé. Rồi giờ mình sẽ đập hết những cái dàn giáo ấy, cũng như chúng ta sẽ cắt đồ nha. Rồi chuẩn bị thêm ít món nữa để chúng ta có thể trang trí ở bên trong cái pho tượng nớp này nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn dẹp đồ xong nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một ít gỗ này, cũng như một ít cái vật liệu để chúng ta trang trí ở bên trong cái pho tượng nớp nha. Tại vì mình thấy ở bên trong đó có khá là nhiều chỗ trống để chúng ta có thể trang trí các bạn ơi. Mình sẽ tạm thời chưa gắn cửa được. Tại vì mình chưa có tìm hiểu được cánh cửa redstone nào có thể đặt ở phía chân của nớp hết đấy các bạn ơi. Để xem nào, mình sẽ lấy thêm một ít cái cầu thang nè. Và mình sẽ sử dụng những cái phiến gỗ sồi nha, để làm một cái cầu thang ấy, kiểu như cầu thang xoắn ấy, đi tít ở trên phía trên đầu của nớp luôn. Mình có thể trang trí bên trong như vậy đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ gắn cái pháo hoa này nè, và bay qua bên kia nhá, bay qua một cái. Mình đã dọn dẹp hết mấy cái dàn giáo rồi, giờ thì đi vào bên trong thôi các bạn ơi. Đập ra một cái nè, đi vào bên trong thôi. Ở đây mình chưa cắm đuốc nữa. Mình quên cắm đuốc dưới đây nè các bạn ơi, may mình không xuất hiện quái á. Rồi mình sẽ đập những cái cục đất này ra để mình có thể ốp ở phía dưới nha. Làm bằng sàn bằng ở đây mình sẽ ốp bằng gì ta? Chắc mình sẽ ốp bằng gỗ sồi sẩm luôn đi, mình có khá là nhiều nè. Đây mình sẽ ốp hết bằng những cái ván gỗ nha, cũng như là ở đây luôn. Ốp lại, sắp tới mình sẽ làm một cái cánh cửa bằng piston ấy, để mỗi lần mình bấm nút một cái thôi, ở đây sẽ xuất hiện một cái cửa nè để mình đi vào, và sau đó nó sẽ tự đóng lại ấy, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Chứ giờ mà mình gắn cái cửa sắt vào đây nhìn nó hơi kỳ cái pho tượng nớp ấy các bạn ơi. Rồi tạm thời mình sẽ ốp lại luôn. Tối thui, cắm đuốc lên một cái và làm một cái cầu thang sắn đi lên trên nhá. Ở trên còn rất nhiều chỗ trống kìa. Rồi đầu tiên mình sẽ đặt một cái slab cách ra khoảng 2 ô nha, ở đây. Sau đó mình sẽ bắt đầu đi dài lên trên thôi. Ngay tới đây mình sẽ bắt đầu cua nè. Cua ngược lên trên nhá. Và như vậy thì mình sẽ không có bị đụng đầu đâu các bạn ơi. Tại vì khoảng cách từ ô bên đây qua ô bên kia là tới 6 ô lận, thành ra rất là rộng luôn. Mình không sợ bị đụng đầu khi mà đi lên trên đâu. Rồi giờ mình sẽ làm cho nó lên tiếp lên trên nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái cầu thang nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm cho nó cao tít lên tới phần đầu của nớp rồi nè. Ở trên đây thì mình có thể trang trí ấy để làm một nơi ở luôn á. Tại vì ở đây nó rất là rộng nè. Mình sẽ ốp bằng phần sàn ấy, là bằng những cái ván luôn nha. Ok, chắc mình sẽ ốp bằng ván luôn đi, để cho nó rộng rộng một xíu nha. Đây mình sẽ ốp ở đây một cái phần sàn bằng gỗ sồi nha, gỗ sồi sẩm chứ. Đó. Và trên đây mình có thể đặt giường nè. Mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống và chế tạo cái giường màu xanh lá mạ, màu hồng, cũng như là màu xanh lá ở xanh nước biển nha. Và mình sẽ gắn vào đây là có nên đặt cầu thang không ta? Ngay vị trí này có nên đặt cầu thang không? Thôi mình nghĩ sử dụng cái thang leo đi các bạn ơi, để leo lên nha. Dùng thang leo đi. Ngay vị trí này thì mình sẽ bắt đầu đặt thang leo lên như thế này nè. Đó, chỉ là được rồi. Và ở đây mình có nên, ở đây mình muốn đặt những cái rương nè. Vậy là mình phải sửa lại một xíu rồi. Ở đây thì mình sẽ đặt những cái slab, tại vì slab thì mình có thể đặt những cái rương ở phía dưới và mở ra vẫn bình thường nha các bạn. Thành ra sử dụng những cái slab ở đây thì nó sẽ thích hợp hơn nè. Vì sao mình lên ta? Đặt cái này ra. Đó, đặt cái giường ra luôn đi, xíu đặt lại ở đây, cũng như là qua bên đây luôn. Đó, chỉ là ổn rồi. Cũng như là ở bên đây luôn nha. Như vậy thì mình sẽ đặt được bao nhiêu cái rương để mình chế tạo thử nè. Sẽ chế tạo 6 cái trước đi. 1, 2, 3. Mình đặt được 3 cái rương bự luôn. Trên đây là một cái kho cũng được luôn á các bạn ơi. Và mình sẽ cắm thêm đuốc nha, tại vì trên đây nó tối thui hà, không cắm đuốc một hồi là quá, nó sẽ hiện đầy ở trên đây luôn á. Ở đây và ở bên đây nữa. Thế là xong rồi. Và đây để cho đẹp hơn chắc mình sẽ đặt vào một cái cửa sập nha, để mở ra mở vô nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Cho nó chuyên nghiệp hơn. Rồi để coi cái giường thì mình sẽ sửa lại. Giường thì mình sẽ đặt ở mình có hai cái giường màu đúng không ta, mình thử kết hợp hai giường màu này lại coi. Giường cặp luôn nha, giường couple luôn. Rồi và ở bên đây sẽ có một cái bàn chế tạo nè, chế tạo trong rốc, nhưng mà mình chưa có đem theo cái chậu hoa nữa. Để coi trong cái rương này mình còn sắt không. Rương này mình trong rương Ender thì sao?
để coi mình chế tạo được. À đây 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 có hạt sắt nè. Mình sẽ craft những cái đèn lồng ấy, đèn lồng trang trí trong đây là hết sảy luôn. Mình sẽ đặt ở bốn góc nha. Và bên đây thì mình sẽ gắn vào cái thùng đi nha. Thùng trang trí cũng khá là ổn á. Nhưng mà mình nghĩ là thôi chặt lá đi cho nó có màu xanh đi các bạn ơi. Đó, rồi sau đó thùng sẽ mới gắn ở bên đây nha. Hết sảy luôn các bạn ơi. Rồi nhưng mà ở đây thì nhìn nó hơi rùng rợn một xíu, nhưng mà không sao đâu, tại vì ở đây là block để làm phần mát của nớp ấy. Bạn nào có tranh thì có thể gắn tranh vào nha, mình chưa kịp chế tạo mấy cái bức tranh nữa. Ở bên đây chắc mình sẽ trang trí lại sau đi, có thể gắn cái dàn pha thuốc trên đây cũng được nha các bạn. Đó, tùy theo sở thích của mỗi bạn mà trang trí thôi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ dọn mấy cái này ra nè, và chúng ta sẽ đi xuống dưới ấy để trang trí tiếp hai cái phòng còn lại nha. Để coi bên đây là phần tay đúng không nhờ. Đúng luôn, đây là phần tay nè. Cái phòng này mình sẽ làm. Ủa cái này mình có thể chia ra nữa nè. Hơi bị nhiều phòng luôn á. Cái này mình cần phải chế tạo thêm những cái thang leo rồi. Cái này chủ yếu sử dụng thang leo nha các bạn. Đây, mình sẽ craft thêm một ít cái thang leo mới được. Đây, thang leo thì mình sẽ gắn từ vị trí này nè. Đây là một phòng nữa nha. Ở đây thì mình sẽ đặt vào một cái giường đi. Và nếu có điều kiện thì các bạn có thể gắn vào những cái đèn lồng ấy để trang trí thêm nha. Mình thì không có điều kiện cho lắm, thành ra gắn đuốc tạm thôi các bạn ơi. Và phía trên này thì chúng ta cũng có thể chia làm hai nè. Trên đây chúng ta có thể làm một cái chỗ để đặt mấy cái rương chẳng hạn. Tùy theo sở thích của mọi người nha. Và bên đây còn một cái cánh tay nữa nè. Mình sẽ chia phòng sao cho thích hợp ta. Ở đây mình làm phòng được không? Mình sợ ở đây nó thấp quá thì nó sẽ... Ồ, ở đây vẫn được nè. Ở đây vẫn được các bạn ơi. Rồi ở đây mình sẽ làm một cái phòng, nhưng mà ngược lại bên kia thì mình sẽ đặt cầu thang để đi lên nha. Đây, cầu thang mình sẽ đặt như thế này, rồi sau đó mình sẽ gắn vào những cái slab ở phía trên thôi để chúng ta chia làm hai ấy. Vậy là xong rồi. Yeah, cầu thang thì cho nó lên cao một xíu luôn, cao lên tới đây đó, và gắn đuốc vào để thắp sáng thôi. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo không có xuất hiện quái bên trong nha. Và các bạn có thể trang trí tùy thích. Còn cái này chắc mình sẽ trang trí trong thời gian giữa hai tập đi, tại vì giờ mình chưa có chuẩn bị nhiều khói để trang trí các bạn ơi. Ở đây mình có thể làm cái ruộng chẳng hạn. Được á. Sẽ làm một cái ruộng ở đây nha. Và trong góc này mình sẽ đặt một cái chỗ nước nè, trồng cây ở bên trong này luôn. Mà mình không có đem nước theo rồi. Rồi ok, chắc mình sẽ trang trí trong thời gian giữa hai tập nha. Giờ chắc mình sẽ cắt đồ làm công việc tiếp theo nha các bạn. Sau khi dời cái beacon qua bên cái thùng thính thì cái ngôi đình rồng của mình nhìn khá là đơn sơ các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình sẽ trang trí lại cái ngôi đình rồng của mình một xíu nha. Mình sẽ đặt một cái pho tượng ở phía trên ngôi đình rồng luôn. Rồi giờ mình sẽ tạm thời đi lên trên trước cái đã. Mình sẽ đặt trước một block ngay tại vị trí này để mình có thể đặt cái dàn giáo lên nha. Đây, đặt dàn giáo rồi đi lên thôi. Và phía trên này mình sẽ đặt một pho tượng. Nhưng mà để cho nó cao hơn thì chắc mình sẽ đặt trước một vài block thạch anh ở xung quanh trước nha các bạn. Đây, để cho nó cao cao một xíu. Để coi nào. Ở đây thì mình sẽ cho nó lên cao thêm một ô nè. Và từ vị trí này thì mình sẽ đặt vào một cái đe nha. Kế tiếp thì mình sẽ gắn vào một cái vạt và một tiếp tục là một cái đe. Sau đó thì mình sẽ làm phần tay của cái pho tượng này nha. Phần tay thì mình sẽ sử dụng những cái khối đá underside được đánh bóng nè. Và phía dưới thì mình sẽ gắn vào cái tường đá cội nha. Đây, tường đá cội. Và hai tay này thì một bên sẽ cầm một cây chùy, còn một bên sẽ cầm cái đèn lồng nha. Đây, mình sẽ gắn cái đèn lồng vào nè. Đèn lồng là tay bên này. Còn tay bên đây thì mình sẽ gắn vào là một cái chùy. Và chùy thì mình sẽ làm từ cái gậy Enrod này nè các bạn ơi. Đây, Enrod ở đây. Kế tiếp là một cái hàng rào bằng gỗ sồi ngay vị trí này. Và một cái khối nhạc thôi. Khối nhạc thì chế tạo từ một cái redstone ấy với mấy cái gỗ xung quanh là được rồi đó các bạn ơi. Rất là đơn giản luôn. Và phần đầu thì mình sẽ gắn vào cái đầu rồng thôi. Vậy là chúng ta đã xong cái pho tượng của hiệp sĩ rồng rồi. Đây, cho các bạn xem lại một lần nữa nha. Và để cho đẹp hơn thì chắc mình sẽ xuống dưới ấy để làm một vài cái banner đi, để gắn ở phía trước cũng như là phía sau cái pho tượng ấy thì nhìn nó sẽ ổn hơn ấy các bạn ơi. Nhìn từ xa coi nào. Wow, cảm nguyên một cái chì nhìn ngầu ghê luôn ấy các bạn ơi. Rồi giờ vào trong để chế tạo một vài cái banner nha. Banner này thì cái banner này mình làm được, quên nữa, để coi đâu. Đây. Mình làm được nè. Cái này là len trắng đúng không? Kế tiếp là cái này là cần màu đỏ. Để coi màu đỏ còn không ta. Đây, màu đỏ còn nè. Rồi cho vô đây thôi. Đầu tiên mình cần phải làm cái banner trước đã. Where thì mình trong rương còn nè. Đây rồi, làm hai cái banner luôn. Một cái, hai cái. Và cho vô đây nè. Màu đỏ và cái hoa văn. Vậy là được rồi nè. Nhưng mà để coi còn cái nào được không ta. Gỡ cái này, tại vì mình muốn. Làm gì đẹp hơn nè.
ở phía trước thì mình sẽ làm cho có cái logo của Mojang đi đó, còn ở phía sau thì để đẹp hơn chắc mình sẽ làm cho sọc sao ta. Thường thường mấy người hiệp sĩ thì sẽ có một cái áo choàng ở phía sau là màu đỏ các bạn ơi. Màu đỏ mình sẽ làm kiểu nào cho đẹp nha. Nhiều kiểu lắm luôn á. Ô cái này đẹp nè, cái này cũng khá đẹp nè. Sọc sọc thì chắc mình không thích đâu. Sọc kiểu nào ta? À kiểu này đẹp hơn. Rồi được được được. Rồi chỉ cần gắn hai cái banner này vào thì chúng ta đã xong cái pho tượng của hiệp sĩ rồng của mình rồi. Rồi giờ gắn lên nhá. Và ngoài ra trên mấy cái hồ này mình thấy nó còn khá là đơn sơ, một xíu chắc mình sẽ trang trí luôn ấy các bạn ơi. Gắn này vào đó. Và phía sau cũng có nữa nha. Đây phía sau một cái banner như thế này nữa. Rồi vậy là chúng ta đã xong cái pho tượng của hiệp sĩ rồng rồi. Nhưng mà ở phần vai ấy thì nó sẽ có tỷ lệ xuất hiện quái vào ban đêm. Thành ra bây giờ mình sẽ làm thêm một ít cái khói len màu đỏ nè. Đây và làm những cái tấm thảm mấy các bạn để gắn ở phía trên nha. Đây thảm gắn vào đây nè. Ở đây một cái, đây một cái. Vừa trang trí phần vai nè, vừa tránh trường hợp quá nó xuất hiện vào ban đêm nữa các bạn ơi. Một công đôi chuyện luôn. Rồi vậy là chúng ta đã xong cái pho tượng của hiệp sĩ rồng rồi. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới và bắt đầu trang trí thêm ở trên cái hồ nha. Mặt hồ thì ở chỗ mình đang sống hiện tại thì có nuôi những cái con vật sống trên nước, đó chính là con ngỗng ấy các bạn ơi. Ở có một vài nơi thì gọi là con ngang. Mình sẽ làm một vài con đó để trang trí nha. Và vật liệu để làm thì cũng khá là đơn giản thôi, chỉ cần thạch anh ấy các bạn ơi. Mình sẽ làm ở đâu một con ta, cạnh ngôi đền rồng mình một con luôn đi. Ngay tầm vị trí này nè. Kế tiếp thì mình sẽ đặt vào một cái slab nha. Và mình cần chế tạo thêm những cái cầu thang các bạn ơi. Cái này chủ yếu là sử dụng những cái cầu thang á. Kế tiếp mình xem nào. Ở phía trước ấy thì mình sẽ gắn vào một khối nha, để chúng ta có thể làm phần cổ ấy các bạn. Đây phần cổ thì mình sẽ ốp ngược lại như vậy. Và ốp ngược ở phía trên. Sau đó mình sẽ nối dài lên trên thêm một lần nữa nha. Và cần thêm những cái cầu thang rồi nè. Đây mình thêm được 8 cái. Chế tạo 12 cái luôn đi, để khỏi bị thiếu nha. Rồi sau đó sẽ ốp ở đây. Và ngay vị trí này thì mình sẽ gắn vào một cái slab nè. Và mình cần một cọng chỉ để mình có thể làm phần mỏ của con ngỗng ấy các bạn ơi. Nhưng mà ở hai bên thì mình cần viền lại trước cái đã. Mình sẽ viền lại bằng những cái khối thạch anh như thế này nè. Vậy là ở bên hông được rồi. Ngoài ra mình cũng có thể đứng ở trên con ngỗng luôn á. Tại vì nó khá là rộng ấy các bạn ơi. Mình gỡ cánh ra cái đã. Ở dưới nước mà các bạn sử dụng cánh ấy thì sẽ rất là khó di chuyển luôn á. Và tiếp tục thì mình sẽ làm phần cánh nha. Đây, đây chính là phần cánh của con ngỗng nha các bạn. Ở đây nè. Ở bên đây. Ở bên đây cũng như là ở đây một cái. Vậy là xong rồi. Yeah. Và ui. Ui mình thiếu hai cái rồi. Mình thiếu hai khối cầu thang các bạn ơi. Đây mình sẽ chế tạo thêm hai cái khối cầu thang nữa nha. Và gắn vào cái này gắn ngược lại gì đi. Đó, gắn ngược lại về nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Đó, vậy là xong rồi. Chúng ta giờ chỉ cần gắn cái phần mỏ là xong rồi đó. Và phần mỏ thì các bạn có thể sử dụng thường thường ở chỗ mình ấy là con này nó màu mỏ màu vàng các bạn ơi. Để mình coi coi có cái bông màu vàng nào không ta. À đây 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 đây, có bông màu vàng nè. Lấy cái bông màu vàng này chế tạo ra bột nhuộm luôn nha. Lấy bông màu vàng, bột nhuộm. Ơ nhưng mà hai cái màu vàng mới được. Ở đây 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 có nữa nè. Rồi, hai cái màu vàng nha. Và len vàng nè. Rồi. Mình cần chỉ. Ở dưới có con nhện luôn kìa. Ok, trang tiện mình xuống dưới mình kiểm tra luôn các bạn ơi. Ủa con nhện đâu? Ở dưới hang à. Ô như con nhện ở dưới hang các bạn ơi. Ui da. Ui đây có cái hang nè. À đây 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 đây. Núp. Núp. Ui có con skeleton luôn. Ô vậy là ở phía dưới này có cái hang mình chưa cắm đuốc nè. Ok ok ok, cắm đuốc mới được. Enderman nữa. Ô mình mà không xuống đây chắc mình cũng không biết luôn á. Zombie nữa kìa. Ồ, ở đây nguyên một cái hang động luôn. Chưa chưa chưa, để mình lên mình làm nốt cái con ngỗng cái đã. Rồi mình sẽ xuống dưới đây ấy, để thắp đuốc nè. Cũng như là khám phá cái hang này luôn nha các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ gắn cái phần chỉ ấy là ở trên cái cầu hang này nha. Rồi sau đó gắn vào một cái tấm thảm ngay vị trí này. Như vậy thì chúng ta đã xong cái con ngỗng rồi. Mình sẽ làm thêm một vài con nữa trong thời gian giữa hai tập ở mấy cái hồ xung quanh chỗ mình sống nha, để cho cái hồ nhìn đẹp hơn các bạn ơi. Và khi nào mình có thật là nhiều những cái lá súng ấy thì mình sẽ cố gắng gắn lên trên mặt hồ nè. Chứ mặt hồ mình không có cá mà cũng không có gì để trang trí thì nhìn nó đơn sơ lắm luôn ấy các bạn ơi. Vậy là trong ngày hôm nay thì mình đã trang trí thêm được cái hồ nè, cũng như là cái ngôi đình rồng rồi. Giờ mình sẽ cất bớt đồ đi rồi chúng ta sẽ xuống dưới và khám phá nốt cái hang nha. Ok các bạn ơi, mình đã dọn dẹp đồ xong rồi. Ui và con zombie nó xuất hiện ở phía dưới kìa. Để mình xuống dưới mình tiêu diệt nó cái đã.
Ui đánh cẩn thận không thôi là hư mấy cái đồ redstone mình làm cái chỗ nhạc này nữa. Và giờ mình sẽ trèo xuống dưới nha. Đại ca, ui nó leo dàn giáo lên các bạn ơi. Ui Dung bay đi leo lên dàn giáo được hả? Ô mình mới biết luôn á. Dung bay leo dàn giáo lên đấy các bạn ơi. Wow, căng thẳng nha. Rồi, giờ mình sẽ đi. Ui chưa hết con Creeper chặn được. Chặn đường hả? Rồi, đi xuống dưới và thắp đuốc nốt cho chỗ này luôn nha các bạn. Ở đây còn khá là nhiều khoáng sản mình chưa kịp đào nè. Giờ mình gặp sắt là mình sẽ đào hết luôn nha các bạn. Tại vì bây giờ mình hết trơn sắt rồi. Mình đã tốn rất là nhiều sắt ở trong cái beacon ấy. Thành ra bây giờ gặp sắt mình phải cố gắng đào để lấy lại cái số khoáng sản đã mất mới được. Ui. Đừng. Creeper không được nổ nha. Ui, mình đang cố gắng farm thêm Creeper để lấy thêm cái bột thuốc súng ấy. Mà mấy con này nó nổ hoài luôn. Thì cái tên... Ui, ở đây có nữa nè. À, Creeper nè. Rồi, thắp đốt lên một cái nữa. Và mình nghe tiếng lava đâu đây nè các bạn ơi. Để mình nhặt lại cục sắt cái đã. Ủa, ở đây mình... ở đây mình còn có hiệu ứng của cái beacon nè. Khá là tốt. Vì là cái thính nó đâu ở trên đầu mình á. Và đây hang cũng mất tiêu rồi. Để mình qua đổi hướng qua bên kia coi. Tại vì bên đây mình chưa có cắm đốt nè. Thành ra nó xuất hiện quái liên tục ấy các bạn. Rồi qua bên đây coi nào. Bên đây mình cũng cắm đốt rồi. Và than thì chắc mình sẽ chưa cần lấy đâu. Tại vì than giờ mình vẫn còn dùng. Ở đây mình nghe tiếng con skeleton nè. Nó hai ba con luôn. Đông lắm các bạn ơi. Ở đâu đó. Quá trời quái luôn á. Ủa sao dưới cái chỗ cắm trại mình mà nhiều quái vậy ta? Gần kế bên này nè. Đào ra coi. À. Ui nó cầm sỏi cơ. Mình đào cục sỏi của nó cầm cục sỏi của mình. Ui nó bắn qua được. Bắn qua hả? Sỏi đè. Sỏi không đè à? Rồi đi qua đây coi. Ui đông vậy. Ui ba con skeleton luôn. Rồi hai con này đang bắn lộn rồi. Rồi con này thắng rồi, tại vì con này nó kiểu như là có cung enchant các bạn ơi. Ấy da. Rồi tiếp. Ui. Mình đang coi hai skeleton bắn nhau mà con Creeper nó hù mình nữa. Bắn đi. Rồi, anh này chiến thắng hả? Mấy anh này mà lỡ bắn trúng nhau ấy là không có đánh mình đâu, quay qua đánh nhau luôn. Và giờ mình sẽ lấy thêm ít sắt ở đây nha. Ở dưới còn đường kìa, để mình xuống dưới mình thắp đuốc sẵn tiện khám phá luôn nha các bạn. Để coi nào. Ui đây có skeleton nữa hả? Ui, mấy con này cầm đồ enchant cơ mà. Ui xịn vậy, nhiều skeleton thật luôn. Ui nó còn có ủng lưới nữa nè. Giờ mình đang cố để kiểu như là săn lùng cái bộ set đồ đó các bạn ơi. Mặt nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây còn sắt nè, lấy sắt luôn nhá. Gặp sắt là phải vơ hết về các bạn ơi. Ở đây Creeper, no. Đánh nhau với skeleton trước cái đã. Tại vì skeleton nó sẽ kiểu như đánh mặt lùi mình phía sau ấy. Đợi gần Creeper là nó nổ, mình đã xác định luôn. Rồi cắm đuốc lên thêm nè. Và càng càng ấy thì mình nghe tiếng lava gần hơn các bạn ơi. Có vẻ ở đây là khá là sâu rồi đó. Để mình coi nào. Tầng 23 rồi. Mình sẽ chịu khó đi thêm một xíu nữa. Biết đâu mình lại tìm thêm được kim cương thì sao. Và bên đây là một cái hang mới nữa. Có cả Enderman luôn. Wow. Ui nhầm. Có tiếng con xương nữa. Ui cái hang này nhiều skeleton mà không có spawner ta. Giờ mà tìm được cái spawner của con xương ấy, nó xảy luôn ấy các bạn ơi. Để mình có thể làm được cái máy farm á. Thì cái tình á, bắn mình nè, mình đã không muốn bắn rồi mà cứ bắn mình hoài luôn á. Rồi hang cùng rồi đúng không? Nó chịu khó thắp đuốc hết đi các bạn ơi, tại vì ở đây là dưới cái chỗ mình đang ở mà không thắp đuốc là nó lại làm ồn mình vào ban đêm á, là phiền nữa. Rồi đi qua bên đây nè. Bên đây là hang cùng rồi. Bên đây còn sắt nè. Các bạn để ý ở hai bên cái hang khi mà đi đào mai nhá. Tại vì nó sẽ kiểu như là nằm ở trong góc ấy. Nhiều khi các bạn không để ý thì nó lại bỏ sót thì phí lắm. Và bên đây vẫn còn nè. Lấy luôn. Cắm đúc ở phía trên trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ đào một đường đi xuống dưới cho nó an toàn nha. Đây đào một đường đi xuống. Cắm đúc lên nữa nè. Rồi. Ui nó cắn. con zombie cầm cục xương kìa. Con này thì tay không thôi. Nó khá là đơn giản. Và trên kia có con Enderman ấy. Tốt nhất thì chúng ta không nên đụng vào Enderman. Tại vì Enderman đánh thì rất là đau luôn á mấy bạn. Nào mà đồ sắt ấy cực hơi là bị nó quánh là ngõm luôn. Ui Creeper, no.
Ủa mình nấp rồi mà. Ừ bắn cái nữa. Ơ à, xong bắn. Ui tại vì con xương ấy mà nó bắn chết cái con Reaper thì sẽ rơi ra đĩa nhạc các bạn ơi. Mình thì đang cần được thêm những cái đĩa nhạc ấy. Ở mình chỉ mới có vài đĩa nhạc thôi. Đó. Kè là tanh nè. Ui ui, con nhện tốc độ. Ui đừng. Ui mấy con nhện tốc độ này chạy nhanh lắm. Đó. Nó bò nhanh cực kỳ luôn á. Ui sao cứ gà mình gặp nhện tốc độ hoài vậy. Ui nữa nè. Hình như có cái đây là hang nhện tốc độ sao. Hai con nhện tốc độ rồi đó. Wow. Căng thẳng nha. Ui còn bên đây là có con Reaper và một ít cái redstone cũng như là sắt ở đây. Họ lấy về luôn. Giờ gặp là vơ hết về các bạn ơi. Cũng như là tiêu diệt con Reaper này luôn nha. Reaper. Và Reaper thì có hai loại nha các bạn. Reaper thường cũng như là Reaper điện ấy. Con Reaper điện nó sẽ chỉ như là xuất hiện khi mà một con Reaper thường bị sét đánh trúng ấy. Giống như con dân làng vậy. Khi mà bị sét đánh thì sẽ trở thành phù thủy vậy đó. Và mình vẫn chưa có được cây đinh ba, thành ra mình chưa có làm được mấy cái thí nghiệm đó cho các bạn xem. Để khi nào mà mình có được cây đinh ba ấy, và mình sẽ phù phép cái dòng chớp điện vào. Khi trời mưa thì mình sẽ sử dụng cái cây đinh ba đó và một con Reaper để tạo thành một cái con Reaper điện để cho các bạn xem nhá. Cũng như là test thử cái sức mạnh của nó luôn. Tại vì mình khá là tò mò về mấy cái chuyện là mới lạ trong Minecraft ấy. Và ở đây không có cái hang mới rồi. Mình muốn tìm một cái hang mà cái hang này cạn quá à, mới tầng 12 thôi. Bên đây có sắt nè, lấy sắt luôn. Ô bên đây còn hang các bạn ơi. Mình nghe tiếng con dơi nè. Ok để mình đào thẳng về phía trước coi. Tại vì nghe tiếng dơi là có hang rồi đó các bạn. Bên đây nữa coi. Tới hang chưa? Ui gặp mấy cái chỗ sỏi này khó chịu ghê. Mà giờ mình có cây sản xịn nè, thành ra cũng không lo cho lắm. Ở đâu ta? Ủa nghe tiếng con dơi gần lắm mà. Ủa không lẽ ở phía trên đầu mình ta? À đúng rồi, trên đầu mình nè. Ui có vàng nữa. Lấy hết về luôn. Không có sắt cho vàng cũng được. Để coi nào. Ui nghe tiếng quái nữa rồi. Ở trên đầu mình luôn. Ủa đây nhiều hang vậy. Mình không biết ở dưới chỗ mình đang ở là nhiều hang vậy luôn ấy. Thành ra các bạn. Ui các bạn nên kiểm tra kỹ nha. Ui đừng có nổ. Dạ. Bắn nè, mặc dù dùng cung ấy thì sẽ nhận được ít cái bột thuốc súng hơn, nhưng mà nó sẽ an toàn cho mình hơn các bạn ơi. Tại vì mình chỉ cần khoảng một mũi tên thôi, nhiều khi một mũi tên là ngõm được một con Reaper hả. Chứ chém cận chiến thì mình lại chém sợ không chết ấy, thì lại bị nó nổ thì toi á. Rồi. Ui quay lần ngược lại chỗ cũ rồi. Reaper nè. Và đây là con nhện bình thường thôi, không phải nhện tốc độ các bạn ơi, thành ra nó không có mạnh ấy. Quay lại đây coi. Vậy là xong rồi. Vậy là mình đã khám phá xong cái hang này rồi. Tính ra cái hang này cũng không có rộng cho lắm các bạn ơi. Và nó cũng không cho mình mớ kim cương nữa hết. Chỉ cho một ít cái quặng sắt này cũng như là quặng vàng thôi. Nhưng mà cũng tạm ổn. Cũng có được một ít sắt mang về và sử dụng trong thời gian sắp tới ấy. Chứ giờ trên kho của mình là cạn kiệt nguồn sắt rồi. Còn có mấy cái phôi sắt thôi. Rồi ok chắc bây giờ mình sẽ tìm đường. À đây còn sắt nè. Giờ chắc mình sẽ tìm đường để quay lên trên nha các bạn. Để coi bây giờ ban đêm hay ban ngày còn đi ngủ nữa. Và mình nghe tiếng lava đâu gần lắm luôn nè. Chưa, để mình xuống đây mình kiểm tra trước cái đã. Nếu không có hang thì... À đây nè, có nè. Ôi mình quên đem một thứ rất là quan trọng khi đi mai luôn. Đó chính là những cái xô nước các bạn ơi. Ôi bất cẩn rồi. Thì tình quên cái xô nước. Khi đi mai thì các bạn nên nhớ là phải mang theo xô nước nha. Đừng quên như mình, nếu không thôi gặp mấy cái hồ lava như vậy ấy thì rất là khó chịu luôn. Mình cũng sẽ bị rơi vào lava ấy. Và không có cách nào để tắt. Mình chỉ muốn xuống kiểm tra thôi mà. Thì tình luôn á. Mình tìm được kim cương nữa rồi nè. Không ngờ luôn á. Rồi chặn cái chỗ lava này lại nha. Chặn lại à. Và giờ mình phải chặn để cho nó hết lava thì mới có thể đào được. Mình không có mang xô nước ấy, thành ra rất là nguy hiểm khi mà đào gần lava luôn á. Rồi giờ lấy cái redstone này nè. Lấy cái luli này luôn. Cũng như là mấy cái quặng kim cương nha. Đây mình sẽ đem kim cương về coi, để coi bên đây còn không. Mình để mình lấy cây cấp bình thường này ra coi. Để mình chế tạo một ít cây đuốc các bạn ơi. Giờ mình hết đuốc rồi. Đây mình sẽ đổi ra một ít cây đuốc nha. Đó, mình có một ít đuốc rồi nè. Để thắp sáng lên cho các bạn dễ xem nha. Có sắt nữa. Lấy mình luôn. Cũng như là bên đây nè. Để mình kiểm tra nốt cái hang này các bạn ơi.
và bên đây nữa. Rồi giờ mình sẽ đào ra coi được bao nhiêu quặng kim cương nhá. Ồ vậy là 6 quặng à. 6 quặng lận các bạn ơi. 6 quặng đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Ồ có 5 quặng thôi mà không sao, 5 quặng cũng rất là tốt rồi. 1 quặng nè, 2 quặng, 3 quặng, 4 quặng, 5 quặng, 6 quặng. 6 quặng lận. Yeah. Rồi qua bên đây nè. Bên đây thì chắc hết đường rồi đúng không ta? À không, bên đây còn đường, còn đường, còn đường. Ồ phải kiểm tra kỹ nha các bạn. Nhiều khi trong hốc nó lại có kim, thêm kim cương á. Đây lấy thêm ít cái quặng sắt về nữa để có gì còn dùng nữa. Đây, đào ra. À lấy ở bên đây. Chặn lại, chặn lại, chặn lại. Đó, để không thôi lava nó tràn vào là mệt nữa. Rồi, kiểm tra kỹ, kiểm tra kỹ. Ở bên kia vẫn còn đường kìa. Nó đi luôn. Tại vì hang này đã có kim cương rồi, mình tin rằng hay biết đâu được ở đây lại còn thêm kim cương thì sao. Mình mà không kiểm tra kỹ ấy, thì lại sót ấy các bạn ơi. Ui da. Nói chung là mình không có xô nước mình sợ cực luôn. Rơi xuống một cái là ha, nhiều khi lại ngõm á. Mặc dù giờ đồ kim cương nhưng mà mình cũng hơi sợ một xíu các bạn ơi. Đây, giờ có một ít sắt ở đây nè. Và kiểm tra bên đây coi. Ồ, mình chưa thấy gì hết, để mình qua nốt bên đây mới được. Qua mắt góc bên đây thì mới thấy được các bạn ơi. Có vẻ là hết rồi. Không sao, không sao, dù sao mình cũng kiểm tra xong rồi. Để sau này mình gặp mấy cái hồ lava mình đã đi qua rồi, mình không cần phải kiểm tra lại các bạn ơi. Rồi qua bên đây thêm một lần nữa nè. Hết rồi. Vậy là hết rồi. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ quay lên nha. Vậy là mình đã thắp đuốc hầu như là hết dưới cái chỗ mình đang sống rồi, để sắp tới nó không còn làm phiền mình nữa nha. Còn giờ chắc mình sẽ quay lên nha các bạn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một pho tượng nốt ở phía sau lưng mình, trang trí ở phía trên ngôi đền rồng của mình bằng một bức tượng của hiệp sĩ rồng cầm chùy, cũng như xây thêm được một cái con ngỗng ấy các bạn ơi. Trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng xây thêm thật là nhiều những cái con ngỗng ấy ở trên mặt hồ này nha, cũng như ở phía bên kia hồ luôn. Và mình cũng có khám phá cái hang ở dưới cái chỗ cắm trại của mình kìa, và không ngờ thì mình lại tìm thêm được 6 quặng kim cương các bạn ơi. Trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm gì mới ấy, thì đừng quên comment ở dưới nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.